bài tập đó dành cho những người yếu, những người mà yếu, còn những người mạnh khỏe với em squatting đâu đứng lên ngồi xuống. Em chống hai tay lên, chống nặng, em ngồi lên 10 đầu ngón chân và em nhảy trên 10 đầu ngón chân. Đó là bài tập squatting tích cực nhất cho sinh viên. Các bạn buổi sáng không cần đi bộ nửa tiếng, một tiếng đâu. Các bạn chỉ cần squatting 5 phút là đủ, không cần 5 phút đâu, 2 phút là đủ. Các bạn nhảy tới 20 lần hoặc các bạn nhảy lui 20 lần là đủ. Một ngày 2 lần như vậy là rất đủ. Nhắc lại sau buổi học hôm nay, tất cả những bạn nam nào đứng tiểu mà khởi động chậm thì các bạn squatting liền sau khi đi đáy xong. Những bạn nào học liên tục 2 tiết mà chưa ra chơi và chưa chạy nhảy thì các bạn squatting liền ngay khi ra chơi chạy nhảy. Và nhớ được chưa? Không bao giờ ngồi quá 45 phút. Mà khi đã ngồi quá 45 phút thì đứng dậy là squatting liền, nếu không họ các bạn sẽ đáy khởi động rất là chậm. Vậy nếu ông nội mình 80 tuổi, các bạn cho squatting bằng cách dựng hai tay, hai ghế, hai bên, đứng lên ngồi xuống mỗi một sáng chừng 20 lần, rồi mỗi buổi chiều 20 lần, thì bảo đảm ông nội em sẽ không cần đi gặp bác sĩ tiết niệu để điều trị về lúa cho tiết niệu.